Tiếp theo bài học của chúng ta ngày hôm nay đây là bài học về khuôn nhạc các bạn ha. Để ghi những âm thanh cao thấp người ta dùng khuôn nhạc. Khuôn nhạc là gồm 5 dòng kẻ và 4 khoảng trống giữa các dòng kẻ được gọi là khe nhạc thứ tự từ dưới đếm lên. Như ở đây chúng ta thấy đây là khuôn nhạc các bạn ha. Gồm 5 dòng kẻ này, dòng 1, dòng 2, dòng 3, dòng 4, à, dòng 5. Đếm từ dưới đếm lên các bạn nhớ ha, đừng có đếm từ trên xuống là trật nha. Rồi những cái khoảng cách ở giữa các khuôn nhạc này người ta gọi là khe nhạc thì khe nhạc là gồm có 4 khe, 1 2 3 4 từ dưới đếm lên các bạn ha. Các bạn nhớ cho ha. Khuôn nhạc là gồm 5 dòng kẻ và 4 khe từ dưới đếm lên, thứ tự như vậy các bạn ha. Đó là những dòng kẻ chính và ngoài những dòng kẻ chính này có những nốt nhạc thấp hơn hoặc là cao hơn thì người ta dùng những đường kẻ phụ. Đấy, ở đây thì chúng ta có những cái dòng kẻ phụ bên dưới là những nốt nhạc ngoài dòng kẻ chính thì ở bên dưới này chúng ta sẽ có cái dòng kẻ phụ. Rồi những nón nhà cao hơn những dòng kẻ chính thì người ta sẽ có đường kẻ phụ bên trên, đó các bạn ha. Rồi đó là những cái uh, phần nói về cái khuôn nhà các bạn ha. Rồi đó là bài học hôm nay. Nếu bạn nào muốn học theo bộ giáo trình này, học theo các video này, thì liên hệ với tôi để mua bộ giáo trình này về rồi các bạn có thể tự học theo các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video kế tiếp của bộ giáo trình này. Xin chào, hẹn gặp lại.